Cao Ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet ngày 26 tháng 2 tố cáo Trung Quốc viện cớ an ninh quốc gia và COVID để hạn chế các quyền tự do dân sự và chính trị căn bản. Các nhà hoạt động, luật sư và những người bảo vệ nhân quyền, cũng như một số người nước ngoài, bị truy tố hình sự tùy tiện, giam giữ hay xét xử không công bằng. Hơn 600 người tại Hồng Kông bị điều tra vì tham gia các cuộc biểu tình. Một số bị chiếu theo luật an ninh mới do Hoa Lục áp đặt lên cựu thuộc địa Anh. Vẫn theo Cao Ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cần có các cuộc điều tra độc lập về các báo cáo vi phạm nhân quyền, trong đó có việc giam giữ tùy tiện, đối xử tàn bạo, bạo hành tình dục và cưỡng bức lao động tại Tân Cương, Trung Quốc. Các nhà hoạt động và các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 1 triệu người Hồi giáo đang bị giam cầm trong các trại tập trung ở Tân Cương. Trung Quốc bác chuyện vi phạm nhân quyền và nói rằng các trại này huấn luyện nghề nghiệp và có vai trò thiết yếu trong việc chống chủ nghĩa cực đoan. Trung Quốc ngày 24 tháng 2 phản pháo các chỉ trích của phương Tây về cách đối xử với người sắc tộc thiểu số ở Tân Cương, Tây Tạng và cư dân Hồng Kông.